Không nên dùng tấm nhựa giả đá nếu như bạn không biết được những điều này. Tấm nhựa giả đá không còn là một vật liệu mới mẻ trong ngành trang trí nội thất. Tuy nhiên, làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được là tấm nhựa giả đá nào là tấm nhựa giả đá chất lượng và tấm nhựa giả đá nào là tấm nhựa giả đá kém chất lượng? Vậy thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để phân biệt hai loại này nhé. Đầu tiên, về mặt cảm quan thì mọi người có thể thấy là ở đây em đã chuẩn bị sẵn hai cái tấm nhựa giả đá. Thường thì tấm nhựa giả đá được làm từ nhựa PVC nguyên sinh sẽ có cốt là màu trắng, còn đối với nhựa tạp chất sẽ là cốt xám hoặc là đen. Về màu sắc thì đối với nhựa giả đá mà làm từ nhựa tạp chất sẽ có màu sắc kém sắc hơn, không sắc nét bằng so với tấm nhựa PVC nguyên sinh và có phần nhìn như là bị nhòe đi. Còn ở đây là tấm nhựa PVC nguyên sinh thì màu sắc rất là sắc nét và rất là sáng. Còn một cách nữa để chúng ta có thể phân biệt một cách dễ dàng đó là sử dụng cái đèn flash điện thoại và soi ở mặt sau của tấm nhựa giả đá. Nếu như cái tấm nhựa giả đá đó không có cái đốm sáng ở phía trên bề mặt thì đó chính là tấm nhựa giả đá được làm từ nhựa tạp chất. Còn đối với tấm nhựa giả đá làm từ nhựa PVC nguyên sinh thì khi chúng ta rọi cái đèn flash thì sẽ có một cái đốm sáng nhỏ di chuyển theo cái đèn flash điện thoại ở phía trên mặt. Vậy nên hãy là một người tiêu dùng thông minh, lựa chọn cho mình một cái sản phẩm vừa chất lượng vừa an toàn cho sức khỏe của gia đình. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Em là Hiền tới từ Cosmos Việt Nam.